Đây là sản phẩm hóa gốc kẹp sau khi hoàn thiện. Thước từng góc, góc nhỏ nhất là dài 14,5 phân và góc ba góc to này này, ba góc to này là dài 19,5 phân, góc nhỏ là vạt 4 góc nhá, vạt 4 góc, còn góc to là vạt 1 góc. Và kích thước của cái chiều này này là 4 cái thanh chữ V này là 30 phân. Kích thước chiều chữ V này là 30 phân. Mình sẽ hướng dẫn cách dán, cách cắt chi tiết từng góc một nhé. Mình cắt ra ô góc, hoa góc nhỏ nhất. Thước là 14,5 phân là ô nhỏ nhất. 45 độ ghép lại vuông góc với nhau. Và dùng kéo con voi định hình lại. Sau khi ghép góc 45 độ được ô vuông này, ô vuông nhỏ nhất đấy, kích thước là 14,5 phân, và mình cắt 4 góc, cắt vạt 4 góc 45 độ tiếp. Đó, 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 chính xác. Khi cắt xong là mình được một góc như thế này này, góc nhỏ nhất đấy. Tiếp theo là dán ba góc bằng nhau, kích thước là 19,5 phân, ba góc bằng nhau nhá. Góc này là có cạnh 19,5 nhá.
Sau khi dàn ba góc bằng nhau này, mình sẽ vặt một góc 45 độ. Ba góc này là cắt một góc 45 độ. Cắt xong thì mình ghép được như thế này. Kích thước ô nhỏ là 14 phân rưỡi. Còn ba ô to này là 15 19 phân rưỡi. Tiếp tục cắt góc còn lại. Chúng ta cắt bốn thanh. Kích thước là dài 30 phân. Bốn thanh này là dài 30 phân. Bốn thanh có kích thước là 30 phân nhá. Hai thanh là cắt cùng chiều. Còn hai thanh kia là cắt ngược chiều. Ghép lại. Mà lấy hai thanh ngược chiều ghép vào nhau. Để dùng kéo định hình lại. Chán xong góc 45 độ mình vạt góc tiếp. Khi cắt 45 độ mình đưa ghép góc cuối cùng này vào. Hai thanh còn lại là mình ghép ghép tiếp vào góc. Đấy. Thanh kia ghép bên này. Sau khi cắt và ghép xong nha, là mình được một cái hình như thế này. Độ dài của góc là 55 phân. Góc này có kích thước rộng là 55 phân. Cái này to nhỏ tùy anh em chỉnh nhá. Các góc mình cắt thưa ấy, mình tận dụng ghép lại được cái hóa góc như thế này. Quay lại quay cho vuông góc theo ô được. Góc thưa mình cần dùng ghép lại như thế này.